Kính thưa quý vị, sau cơn bão, hàng trăm người đổ xô đi bắt lọc biển. Bão tan, sóng lớn đánh dạt những con sò huyết, nghêu vào bãi biển Cửa Lò, tạo thành những vệt trắng xóa. Hàng trăm người dân thị xã Cửa Lò, Nghệ An đổ xô ra biển nhặt lọc của biển. Sáng nay, ngày 29 tháng 10, sau khi bão số 8 quét qua các tỉnh phía Bắc và suy yếu thành vùng áp thấp nhiệt đới, tại bãi biển Cửa Lò, Nghệ An, dấu vết của bão là những đám sò huyết dạt trắng bãi biển. Hàng trăm người dân đã đổ xô ra biển mang theo các dụng cụ như cào, rổ, rá, bao tải để nhặt lọc biển. Trên bờ, người già và trẻ em hớn hở nhặt nghêu sò. Dưới nước, đàn ông trai tráng thi nhau dùng lưới vây vớt để cánh chị em phân loại. Cả một bãi biển dài trên 5 km nhộn nhịp xôn xao. Chị Trần Thị Lý, người phường Nghi Hải, Cửa Lò, nhanh tay lựa mớ sò mà chồng vừa vớt lên. Chị vui vẻ nói rằng, bão không đến nhưng lại mang theo nhiều lọc lắm. Vợ chồng chị cũng nhặt được hơn 2 tạ sò huyết. Ông Nguyễn Văn Đại, 78 tuổi, ở phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò cho biết, thông thường sau các cơn bão thì các loại sò, nghêu bị sóng đánh vào bờ, nhưng từ lâu lắm rồi mới có một đợt sò xuất hiện ở bãi biển Cửa Lò như thế này. Người dân địa phương cho biết, sò huyết là loài hải sản ngon và bổ hơn nghêu rất nhiều. Vào mùa hè, giá thị trường ở Cửa Lò là 80.000 đồng 1 kg. Thời điểm hiện tại do thu hoạch được khối lượng lớn từ 20.000 cho đến 25.000 đồng 1 kg. Nghe tin sò huyết, nghêu bị sóng đánh dạt vào bãi biển Cửa Lò, người dân các vùng lân cận như Nghi Lộc, Cửa Hội cũng đến vớt. Đến cuối buổi chiều nay thì nước thủy triều lên, vẫn có hàng trăm người ngâm mình trong nước để bắt sò huyết.